Bình Tân. Vâng, kính mừng toàn thể quý vị, và đêm nay cũng là đêm khai trương. Kính mừng quý vị mình về nhà cổ động người thân người thương. Chúng em sẽ lên đèn phục vụ toàn thể quý vị từ thứ hai cho tới chủ nhật luôn nha quý vị nha. Đêm nay thì cũng là đêm khai trương cho nên là bà con mình chưa biết đến nhiều hơn. Cũng kính mong quý vị mình về nhà cổ động người thân người thương. Hàng đêm chúng em sẽ lên đèn phục vụ toàn thể quý vị vào lúc 18:30 chúng em sẽ lên đèn phục vụ toàn thể quý vị. Và khi mà đến đây thì quý vị sẽ nhận về những tác phẩm vô cùng giá trị. Và cũng xin cảm ơn đơn vị tổ chức của nhà thiếu nhi văn hóa thể thao quận Bình Tân phải không chị? Đã cho chúng em có một cái cơ hội để về đây phục vụ toàn thể cái gì mình. Cho nên là quý vị ơi, chúng ta đừng ngần ngại, cứ vào bên trong chúng ta gửi xe nha. Và tiến thẳng vào bên trong, bên trên hàng ghế đầu còn rất là nhiều những ghế đẹp. Và chúng ta ngồi một cái vị trí nào đó thật là hợp phong thủy để nhận về những tác phẩm vô cùng giá trị trong buổi tối ngày hôm nay. Ghế miễn phí, vào cổng miễn phí, và đặc biệt hơn nữa là một lát ở đây quý vị sẽ được giao lưu và gặp gỡ qua ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng sẽ về đây phục vụ toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và bà con mình ủng hộ là vé sẽ được các người đẹp, những các người đẹp sẽ xuống dưới bên dưới phục vụ tất cả quý vị. Bà con mình chỉ cần giơ đầu ngón tay lên thôi, các người đẹp sẽ tới phục vụ tất cả bà con mình. Rồi, vào chơi bà con ơi. Và dòng lời này quý vị sẽ được dò tại lá vé màu vàng với ký hiệu là 115. Bà con mình cùng nhau kiểm tra ở trên góc có cái ký hiệu đúng ký hiệu 115 thì quý vị sẽ dò và quý vị sẽ được hợp lệ. Còn nếu như sai ký hiệu một lát để quý vị mình kinh em lên thì chúng em sẽ không giải quyết được cho toàn thể quý vị nha. Nhớ lưu ý là màu vàng ký hiệu 115. Dòng lời này 10.000 đồng cho tại lá vé, quý vị sẽ được nhận về một phiếu hàng trị giá 500.000 đồng quý vị nha. Còn bây giờ bà con mình có vé chưa? Chúng ta cùng trô này nha. Sơ kỳ ra mấy kỳ ra, mấy kỳ ra xuống gì đây nghe chân lên lẹ lẹ lên mấy em ơi. Xuống gì ra, người chờ rất lâu rồi. Chúng em xin người mà cùng vẽ trời. Lớp con người ơi, lớp con tháng nay cần gặp quấy là mấy những dòng đời. Quên đi chỉ buổi trước em chỉ là người dừng khi tôi lỡ tắt đèn cả nhà. Đôi khi cho trời nước mắt thay cho mình, ta chờ đợi nghe sân khấu. Có số gì trời đã cả là câu máy, có số gì đã có số số gì đã. Ai sẽ thử được chờ chưa đợi có số máy, dù chúng là kẻ trực không chúng là trò chơi. Ok. Nghỉ mệt nữa hả? Á, sao nghỉ mệt nữa hả? Mấy kỳ này, số kỳ này, mấy kỳ này bắt đầu do số. Hết vé chưa? Tổng hết vé cổ luôn. Số kỳ này, mấy kỳ ra, cho hàng ba. Ba kỳ này, con ba kỳ này, ba kỳ ra. Đôi chủ bình thường bao nhiêu mình đắm đặt. Vì đời chẳng ngày, đào mấy con kinh. Xây hồ đắp đặt ta nuôi dòng nước ngọt. Ngày nàng em nhỏ tắm má quanh năm. 35 là con gì? Con gì? Đi ngủ nhưng mà chị mệt quá, chị đổ mồ hôi quá vậy. 35 ba kỳ năm, 35 ba kỳ năm, có sức gì ra mấy gì ra, người gì ra, người gì ra. Em quên được khóc không tên chân thân xác em đi. Em quên đứng lại, em quên đứng chân tương lai vốn bắt. Trần trông màu bắt cứ chân tim đang không vui chỉ vì. Em quên ngày xe, em quên ngày mai được trái tim đau. Có 16 con số ba số gì đây, mấy gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Nơi quan ơi hồ quan tiếng nước em vẫn cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên kênh người, dòng sông xanh xanh lên. Ba mươi mốt, mấy gì nào, mấy gì nào, mấy gì nào, mấy gì nào, mấy gì đi số gì nào, mấy gì đây.
Yeah.
cũng tương tự tham gia tham dự dòng đời sau đang phục vụ bên dưới nha quý vị, rồi xin được chúc mừng con nha. Và bây giờ mình dọc số cho con nha, với số kỳ của dòng lời 115 đúng dòng lời 115 đúng dòng lời không, rồi 56 có 1, 31 có 2, 16 có 3, số 3 là hoàn toàn hợp lệ. Dạ, tờ lá vé là hoàn toàn hợp lệ, cũng như những con banh đã vừa kêu ra. Quý vị mình không tin tưởng cái đại diện một người bên dưới lên kiểm tra cái banh và làm cầu cũng như là tờ lá vé nha quý vị. Có một thoáng nghi ngờ thì quý vị cứ lên thoải mái, vì đó là quyền lợi của chúng ta. Cứ thoải mái lên đây nha, con đi qua bên đây hả? Đây hả? Rồi, khỏi cần đi ở đó luôn đi con. Và vé kiểu là 128 đúng không rồi? Số 6 đúng không em? Đúng rồi. Rồi 34 đúng không?
giờ cũng được một hai giây cuối rồi. Dạ bây giờ mẹ của em nè, còn hai giây cuối này một cho mi em và mi dạ. Hả? Còn hai giây không hả? Mi, mi hả giá không? Và nói là 40 tiền mà dạo số cho nó vui. Trời, ai mua giấy một cho mi em đi hả? Con bé nó được thương lên bà con. Không còn được cho nói bà con phải bà con. Còn một chiếc mi thì mẹ cho bà con với bà con hả? Rồi chưa mới là phần số nha. Hey. Người em yêu ơi, anh đã bỏ cho trái tim này. Năm bỏ quán suốt cuộc đời, năm bỏ quán sống cả ngày nào và dù sao đi nữa. Nói sao? Anh vẫn luôn trung tâm 49 số vào tiền 49 số vào tiền mới một con 49 đó sẽ về nhà. Nó về cái nước đó và đây nó sẽ lên căng. Trời ơi, nó đang lặng tầm lắm chứ. Cầu nhá. Rồi sổ số đủ là sao vậy ta? Mấy chị ta, mấy chị ta còn mấy chị ta, mấy chị ta còn hai chị ta, hai chị ta, hai chị ta còn hai chị ta, hai chị ta. Người ta tên gì tôi ba là trái thì được. À, con mi nó còn ghế cuối cùng con cúc cúc và băng ghế cho cục già với chị nè. Rồi vô đây 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 đây. Nè, bây giờ quá giờ cục già với chị nhưng ngồi ghế đây nè. Dễ thương, thấy chưa? Bà con ở đây dễ thương kìa. Bà con ở Bình Tân nè, dễ thương lắm. Bà con vòng 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 sài gòn dễ thương biết rồi. Để cục vàng, cục vàng, cho cái cục vàng đó, cho, cục vàng ơi, bắt đầu dò số, nói con rồi, con to vậy, bao nhiêu nói coi, 49 dò vô đi, 49 mới một con, mới một con 49 lẻ lên luôn, hai tỷ đa, người ta tự nhiên từ ra. Dọc số điện hả? Dọc 20 tâm. Số thì đề mày, 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 thì đề. Hôm nay về thăm quê, thăm lại chị ngài mến thương. Sao nhìn năm cách xa cũng dường. Ba mươi chín,
tại hơi xa đừng còn nghe xót xa, tại hơi xa đường người ta hơi tơ, tim dài khờ tình yêu sẽ tình ơi xin buông giấc mơ vô tàu. Còn mười sao 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 ơi ơi cái này không à còn mười sao sao nữa là tấm vé vợ hơn xin lỗi đừng xe nhưng lại thương em vợ một vượt qua được giải thăm được vợ lấy kinh trang chị ơi. Ký hiệu 113 lấy bế màu vàng, ký hiệu 113 lấy bế màu vàng đúng nhất lại 11 thì kim qua 11 có 1 20 phát bạn 11 22 22 22 có chưa anh chị ơi? Dạ. Cái đồng nào vậy anh? Vậy là kiếm trước luôn hả? Anh kiếm trước luôn, số 6. Số 6 có 1. 28. 28 có 2. 37. 37 có 3. 42. 42 hợp lệ. Vậy là anh kiếm trước đi. Rồi, kiếm trước vô trong rồi. Rồi, giờ anh lấy gì của em ạ? Lấy gì? Lấy gì? Trời đất ơi. Anh coi cái gì vậy chị? Thôi đi mẹ, con với mẹ đồng máu với tao gì giờ? Thôi lấy cái mưu trời cho ảnh đi. Chị ơi. Gì? Chị có tuổi rồi. Chị ta có tuổi ta mới nói gì chứ giờ ta có tuổi ta nói sao? À hả? Có một cái chuyện kia à, dễ thương. Gì vậy? Trời đất ơi. Sao gặp con này vậy trời? Mi nói chuyện không hợp. Mi cậu đã đánh giá nó còn không? Còn không chứ? Còn hả? Còn đấy anh đi cưng mãi mua nữa đâu. Rồi anh chị ơi đó, nhanh tay chuẩn lượng một lời mời lên chị mình nhá. Với nhiều tài là lời mời mang ký hiệu 218 và tài là vé màu hồng. Anh chị nhận qua giúp em là 10 chiếc đa cào trao tay với một voucher nha anh chị ơi. Và mỗi tài là vé là 20.000 đồng một tài là vé. Anh chị mà tương tình tương mến đầu tư những tài là vé thật là nhiều để chúng ta có những cơ hội rất là may mắn cho buổi tối ngày hôm nay luôn chị mình nhá. Dạ. Rồi đặc biệt là những vòng quay cuối đó quý vị. Bằng tình thương với tất cả mọi người, khán giả sẽ được qua tổ chức sẽ bù đắp ở những vòng quay cuối cùng để tăng tập phẩm lên cho tất cả quý vị. Và cũng mong rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ và tham gia tham dự nha. Và bây giờ thì Mỹ Lan sẽ nói nha, một chiếc vé ô tô 4 số như vậy, chúng ta dò hàng ngang, dò là dò hàng dọc mà chúng là chúng hàng ngang 4.